Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình, và mình là Slenderman. Ngày hôm nay mình sẽ đưa các bạn tới một cái nhà máy sản xuất gọi là đặc biệt. Đây là một nhà máy sản xuất có thể sản xuất ra được tất cả những anime nổi tiếng nhất. Nhưng mà mình sẽ chọn ra một anime để mình sản xuất thôi, chứ mình không thể nào mà sản xuất được tất cả hết các bạn ơi. Và đố các bạn biết mình sẽ chọn nhân vật nào để sản xuất đó, chẳng hạn như là Luffy đúng không, hay là Naruto, hay là Son Goku. Các bạn có thể bình luận bên dưới tất cả, nếu mà các bạn bình luận giống như mà những gì mình nói là các bạn sai hết rồi. Vì ngày hôm nay mình sẽ chọn một nhân vật mới có tên là Chainsaw Man, quỷ cưa địa ngục các bạn ơi. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào sản xuất luôn nha các bạn, để mình xem có bao nhiêu tiền. Rồi đây mình có 300 mấy tiền. Đây, cái chỗ này là chỗ mà mình có thể sản xuất ra tiền nữa các bạn ơi. Mình cần tiền để mình có thể mua được sức mạnh của Chainsaw Man đấy. Rồi tí nữa mình sẽ cho các bạn coi chỗ này toàn là sản xuất ra những nhân vật mạnh không các bạn, ghê gớm không. Bây giờ cứ sản xuất ra từ từ đi rồi tính, ở đây chưa đủ tiền các bạn ơi. Ôi, ở đây mình còn có một đống tiền ở đây nữa các bạn. Ồ, tiền nè. Ui, bao tiền nè, quá đã luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn tham quan một tí cái chỗ nhà máy sản xuất của mình có những cái gì nha. Đây, chỗ này, kế bên nhà máy sản xuất của mình đó chính là One B. Để xem coi là thanh niên này sản xuất ra cái gì đây. Wow, thanh niên này sản xuất ra được Luffy nè các bạn. Các bạn thấy chưa, nó đã sản xuất ra được Luffy rồi. Ôi, cái gì, Dragon Ball, Son Goku. No mấy anh ơi, tha cho em mấy anh ơi. Trời ơi mấy anh làm cái gì mấy anh, gọi là các bạn thấy chưa, các bạn thấy sức mạnh của Son Goku chưa? Và đây là Dragon Ball, vậy là nhà của nó. No, anh ơi tha cho em, anh ơi tha cho em anh ơi. Wow các bạn ơi, no, rồi xong, nó quăng cái thằng Kim Cô rồi. Trời ơi, nhịn thôi các bạn ơi, mình phải nhịn thôi, tại vì nó mạnh hơn mình không có làm gì được đâu, không nhịn cũng đâu làm gì được nó đâu các bạn. Rồi mình cố gắng sản xuất ra thêm nào. Ui, nó qua nhà mình. Không được, nó qua nhà mình các bạn ơi. Mình sẽ gọi là mua mấy cái này đó, để mình gọi là ngăn chặn lại đừng có cho nó qua nhà mình các bạn. Qua nhà mình đánh mình sao chịu nổi. Luffy và Son Goku đang đánh nhau các bạn ơi. Rồi, đó các bạn thấy chưa, nó gồng sức mạnh kìa. Trời ơi, ghê quá. Rồi nhưng mà không sao, mình chuẩn bị mua được sức mạnh của Chainsaw Man rồi các bạn. Mua nè. Đấy, 500 tiền và 850 tiền. Wow, tốn rất là nhiều tiền. Ý, mình có đủ tiền rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ mua 500 tiền trước để xem coi là nhiêu đây. Wow, sức mạnh Bojita là cái con heo đúng không? Rồi được rồi, bây giờ mình sẽ mua thêm cái sức mạnh đó là thứ hai, đó là 850 tiền. Wow, sức mạnh thứ hai là Chainsaw Demon Transformation. À, Transformer các bạn, là mình có thể biến hình các bạn à. Nhưng mà từ từ đã, để mình để dành tiền để mình sản xuất cái này, cái mình ra mình đánh nhau thì nó hơi bị đỉnh cao luôn. Đấy, nhà máy sản xuất của mình các bạn thấy ngon lành chưa? Rồi bây giờ thì mình sẽ gọi là từ từ các bạn cứ bình tĩnh, mình phải xây nhà đồ lên, đừng có tụi nó vô nhà mình chứ các bạn. Vô nhà mình rồi sao mà được, để mình xây cái cây lên nè. Nhà phải có cây cối nó mới đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ lấy con Bojita xem như thế nào các bạn ơi. Bojita, wow, đây chính là con heo nè các bạn. Yeah, wow, tuyệt vời. Rồi tiếp theo là biến hình nè. Yo. Wow, mình đã trở thành Chainsaw Man rồi các bạn. Nhưng mà sao con Bojita này mình, what, các bạn nhìn nó quất một cái nè. Đây thanh niên này nha, thanh niên này nha. Yeah, wow, nó đánh các bạn. Yeah, wow. Rồi bây giờ sao rồi, Son Goku với lại Luffy đâu rồi, thấy anh mạnh quá bây giờ trốn hết rồi sao. No, mình hết trở thành Chainsaw Man rồi, còn 60 mấy giây nữa mình mới trở thành được. Trời ơi gì kỳ vậy, mình cứ tưởng là nó sẽ trở thành được chứ các bạn. Ui trời, cái gì vậy trời. Wow, thanh niên này lại có mấy cái con cái này ở xung quanh là sao ta, hay vậy. À, thử coi. Chạy đâu, anh là Chainsaw Man nè em ơi. Chainsaw Man nè. Nói chung là sức mạnh đầu thì nó hơi yếu tí các bạn. À, nó hơi nhìn nó hơi cù cù tí nhưng mà cũng ngon các bạn ơi. Rồi, đánh nè, nhảy hả? Nhảy đi em, tăng nè. Wow, tăng nè. Wow, ôi gì vậy? Nhảy đi em. Ui từ từ. Nhảy nè, nó mệt nó phải dừng lại thôi. Mình cay rồi đấy, đứng im đi em à. Đừng có nhảy em à. Sức mạnh đây các bạn thấy ghê chưa. Rồi, tại vì hồi nãy mình chưa thành Chainsaw Man thôi, chứ mình thành Chainsaw Man là chuyện mọi chuyện đã khác rồi các bạn ơi. Ai đây? Hình như cái này là Demon Slayer. À, wait. Vô nhà anh đánh nè. Trở thành Chainsaw Man lên. Yeah. Chạy đâu hả? Oh, chạy đâu, anh thành Chainsaw Man rồi nè. Chạy đâu, này thì chạy nè. À, thanh niên này muốn đánh nhau. Trời ơi, thanh niên này cũng bắp. Anh thành Chainsaw Man rồi. Đây, các bạn hãy nhìn Chainsaw Man ngầu không?
Vô đây, vô đây. Chạy đâu hả? Ấy, sức mạnh của Jason cái gì vậy? Cái gì? Uầy, thôi. Đánh nhau phô diễn tí sức mạnh đó mà. Làm gì căng gì mấy anh. Rồi, để em lên đi sản xuất tí, em đánh nhau với mấy anh nha. Rồi, để xem coi, 2.000 với 3.000 tiền. Cái này là mình sẽ sản xuất tiền chứ các bạn ơi. Đấy, biết tại sao không? Cần phải sản xuất có tiền mới gọi là mua đồ được chứ các bạn. Rồi cái này là mua cái thảm nè. Ồ, 3.000 mốt tiền mình có thể sức mạnh mới. Đấy, mình đang để chuẩn bị có sức mạnh mới thì tụi này nó đánh mình các bạn. Rồi, anh niên, ơi gì vậy? Ui, wow, Kamehameha, ghê gớm đấy. Từ từ, ê khoan, từ từ các bạn ơi. Mình đừng có đánh nhau với mấy thanh niên này làm gì á. Wow, nó là Son Goku à. Vậy là Son Goku hồi nãy nó gọi là nó thoát rồi. Cái này là được quay nè các bạn ơi, được miễn phí nè. Mình quay xem như thế nào. Im để quay. Ủa, mình không cho mình miễn phí hả? Cái kỳ vậy. Các bạn thấy con heo này rất là dễ thương đúng không? Nhưng mà nó cực kỳ mạnh luôn nha các bạn. Rồi, bây giờ là mình đi lên trên. Chuẩn bị rồi các bạn ơi, mua nè. Yo, sức mạnh gì đây? Chainsaw Punch là đấm các bạn. Còn cái này là cái gì đây? Chainsaw Jump, nhảy các bạn à. Ủa sao sức mạnh gì nhìn tàn phế vậy? Nghe thấy nó phế phế sao các bạn à? Đâu, Chainsaw Punch nè. Đâu, chỗ đấm à. Cái này, Chainsaw... Wow. Ồ, ghê, nhảy các bạn à, có thể nhảy được. Rồi để mình thử mua thêm mấy cây nữa đi. Rồi nhưng mà sao sức mạnh nghe nó phế phế sao các bạn à. Chainsaw Man, mà đúng rồi, Chainsaw Man tính ra cũng sức mạnh cũng chỉ nhiêu đó thôi chứ còn cái gì mà hơn nữa. Tụi nó đang đánh nhau ghê quá bạn ơi, bên nhà bên kia đánh nhau quá trời kìa. Bây giờ mình sẽ từ từ để mình qua bển mình biến thành Chainsaw Man của mình, gọi là mình solo chúng nó đánh nó mới ngầu các bạn. Hello my friend, rồi vô. À, ui, yeah. Rồi, tới đây. Rồi, các bạn thấy không? Son Goku nó mạnh lắm bạn. Chạy nè, vô nè. Đấy, Chainsaw Jump. Chà, sức mạnh ha, sức mạnh của anh chưa? Một đứa. Các bạn ơi, Son Goku nó mạnh lắm các bạn ơi. Cực kỳ mạnh luôn, nhưng mà nó gặp gọi là Chainsaw Man thì nó cũng xin vĩnh biệt thôi. Nó sẽ yếu hơn thôi mà. Đấy, thấy sức mạnh của mình chưa? Mình sẽ lấy sức mạnh của nó luôn các bạn. Đấy, lấy sức mạnh của nó luôn. Rồi, hay lắm. Mình có Kamehameha. Đây các bạn, Chainsaw Man sử dụng Kamehameha. Đấy, các bạn nhìn đây. Kamehameha. Ủa sao chửi đâu vậy? Ủa, chiêu này ngu sao ta? Chiêu này thấy hơi ngu rồi đấy. Rồi, từ, núp à. Núp nè, trời cái chiêu ảo ma Canada thiệt. Rồi từ đã các bạn. À, rồi từ nè, tới đây nè. Kamehameha. Ủa, tuyệt chiêu gì kỳ quá các bạn ơi. Ơ, nó vô nhà mình nó lấy đồ của mình. Hãy ăn Kamehameha đây. Kamehameha nè. Nó biến thành Chainsaw Man rồi các bạn, nó chạy kìa. Vô. Chạy đâu? Rồi, muốn trời ơi, nó tưởng của mình nó biến hình hả? Mình cũng biết biến hình nè. Rồi, nhìn sức mạnh của mình đây. Chà, thấy gì chưa? Tụi này vừa nhảy vô nửa cây máu. One B nè, chắc là Luffy chứ gì. Wow, các bạn thấy không? Sức mạnh cơ. À, nó là Demon Play mà nó còn có thêm gọi là sức mạnh của Chainsaw Man nữa thì ối trời ơi luôn. Ối trời ơi luôn. Kamehameha. Chạy đâu? Ui. Kamehameha này lỗi quá các bạn à. Vô. Ôi thôi, mình bỏ đi, không đánh nhau. Đây là từ. Có mấy đứa này nó khiêu khích mình sao mình không đánh được trời. Mình chẳng lẽ mình hiền dữ vậy đó. Mình hiền như vậy sao? Rồi từ. Kamehameha. Thanh niên này, Kamehameha liền các bạn thấy chưa? Này thì đánh nè. Rồi, tụi này quá cù bắp đối với mình. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Mình chuẩn bị có sức mạnh mới rồi đây. Ha ha. Đây. Sức mạnh đó là sức mạnh số 5, sức mạnh số 6 các bạn ơi. Wow. À, nó chơi quả cầu hủy diệt vô nhà của mình. Tức quá mà mình không ra, mình nó tưởng mình gọi là Hello Kitty các bạn. Rồi, Makima, gọi cái này là mình cái gì mình cũng chả biết luôn. Rồi cái này là Gigan. À, đây sức mạnh mới các bạn ơi. Sức mạnh Gigan là sức mạnh tăng máu nha các bạn. Nó có thể tăng máu cho mình để mình xem coi. Wow! Các bạn thấy sức mạnh của gọi là Chainsaw Man ngầu chưa? Ôi, cái gì kia? Quả cầu hủy diệt các bạn. Tất nhiên là sẽ đánh vô mình rồi. Biết ngay mà, tụi nó cố gắng tụi nó đánh vô mình. Mình sẽ sản xuất tiếp. Tụi nó cứ đánh đi thoải mái. Mình ở đây mình sản xuất mình kiếm tiền. À, tí nữa mình mạnh. À, mình đánh nhau thôi. Bây giờ mình ra mình thể hiện tí sức mạnh cho tụi nó thấy, các bạn chịu không? Đồng ý không? Đồng ý thì chơi thôi. Ui, Luffy các bạn, nó có Luffy kìa. Rồi. Luffy bắn ra băng à, ảo vậy. À, cái này là sản xuất ra. Ủa cái gì đây? Mời mọi người ăn nha. Cái này tô gì mà đỏ vậy? Tô gì đỏ vậy? Mời mọi người ăn nha. Ăn đi. Ui, mình ăn vô các bạn ơi. Mình ăn vô mình trở thành cái gì vậy? Chainsaw Man à. Wow. Đâu để mình thử coi mình ăn cái này vô coi. Mình sẽ trở thành Chainsaw Man à. Ủa sao mình ăn vô mình chả thấy gì ta? Không sao, tiếp tục đánh nhau các bạn ơi. Tụi này cù bắp lắm. Vô. Này thì đang cầm quả cầu quý diệt mình quăng một phát một ngụm luôn, quả cầu đứng im luôn các bạn ơi. Không làm gì được. Rồi, tới đây. Rồi, cái gì vậy? Cái gì mà hả? Nó gọi là nó màu mèo quá, lá hẹ quá vậy hả? Anh bực rồi đấy. Tới đây. Ui, cái gì vậy? Nó chơi chiêu các bạn ơi.
trưởng nè. Ê, vô, 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 vô đây. Ây da, ây da, da. Sức mạnh nè, một hit một. Mình nói rồi, Chainsaw Man mạnh lắm. Tuyết là phải biết tại sao không? Mỗi lần mình đánh trúng người á, nó sẽ tăng máu. Hoặc là mình đứng im nó cũng tăng máu cho mình nữa bạn. Cho nên đó là sức mạnh gọi là ghê gớm nhất của Chainsaw Man. Nhiều bạn không biết chứ bạn tưởng Chainsaw Man nó yếu à. Không đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Hên đấy, hên là chạy nhà kịp đấy. Chứ không là ha, anh cho gọi là ha, ngẫm rồi. Đâu rồi, ơ cái gì, cái gì, ô ô ô ô cái gì. Ui ghê vậy, ghê vậy. Rồi đánh đi, đúng rồi, đánh đi, sức mạnh đi. Đây, để mình thử mình ăn cái này vô các bạn ơi. Mình không biết cái tô này là cái tô gì ta. Ây da, đau đấy. Đây, mình sẽ ghi gen máu cho các bạn coi nè. Ghi gen máu nè, tăng máu nè, các bạn hết máu mình tăng lên kìa không. Đó, mình có sức mạnh mà. Ê, gì vậy, gì vậy, muốn đánh nhau à. Đấm nhau nè, đấm nhau. Vô, vô, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Từ, để mình chạy đâu. Trời ơi, vậy mà hụt ta. Mình muốn coi coi sức mạnh này là cái gì, mình cũng bó tay luôn bạn. Các bạn biết sức mạnh này là gì, bình luận cho mình biết nha. Sức mạnh ăn à. Ăn cả thế giới à. Làm sao? Rồi, mình chuẩn bị có Chainsaw Man đó bạn ơi, người mình bốc lửa luôn rồi các bạn à. Ê thanh niên kia. À. Hên cho thanh niên đó đấy, mình không muốn đánh thôi. Đây, vô Chainsaw Man xuất hiện đây nè. Mấy con trời. Vô. Này thì ghê chưa, sức mạnh ui sợ luôn, vừa gặp mình sợ luôn. Chạy đâu con sâu. Rồi ra đây. Thanh niên kia muốn gì? Vô, vô đây, chạy đâu hả, chạy đâu. Vô, sợ bạn ơi, ui giời, Kamehameha, sợ lắm cơ. Này, này thì chạy nè. Này thì chạy, nó quên mình là Chainsaw Man các bạn à. Chainsaw Man đấy chứ không phải trò chơi đâu nhá. Tuyệt chiếu này, ngẫm luôn nè. Mình nói rồi, Chainsaw Man đây vô địch rồi. Đây, 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 đánh nhau tay đôi với mình là sai lầm rồi các bạn. Tại vì mình có con Bochita này nó mạnh lắm. Đây đây, nó dùng quả cầu cái gì các bạn, nó dùng quả cầu cái gì kìa, nhưng mà làm gì được mình đâu. Làm gì được mình đâu. Quả cầu cái gì kìa, Luffy nè. Luffy, ồ, đau đấy, nhưng mà mình không mất máu. Tụi này chắc cay đó các bạn, đánh mình nó mất máu luôn các bạn. Rồi, vô. Đây đây đây, Demon Slayer. Anh đó. Này thì chạy đâu. Đúng rồi, bu vô đây. Tuyệt chiếu của anh đây, bu vô. Dò, thấy gì chưa? Bochita này em ơi, còn sức mạnh nữa các bạn à. Ghê vậy. Sức mạnh còn nè, mình sản xuất luôn nha. Vô luôn nha các bạn, đủ tiền rồi. Một cái là cái gì đây? Fegor là cái gì? Tiếp theo là Dash, Dash là đấm à. Wow, sức mạnh nhiều lắm bạn ơi, bấm không hết luôn á. Đâu để mình thử coi sức mạnh là gì. Wow. Ghê. Sức mạnh là gì? À, sức mạnh này là lướt. Lướt là cái này là lướt, dash là lướt, mình tưởng là đấm chứ đấm là punch. Quên, vậy là mình có thể lướt các bạn ơi. Rồi, kiếm đánh nhau thôi chứ đợi gì nữa các bạn. Đây, đây anh có thể lướt rồi nè, em khỏi cần phải gọi là hạ màu mèo quá là hẹ chi em ơi. Vô, sức mạnh đây. Nè. Chạy đâu chùi, nó né được các bạn ơi. Nó né được. Thanh niên này. Đâu, vô đây. Luffy à. Luffy mà gặp Chainsaw Man các bạn. chạy đâu. Rồi, từ mình còn sức mạnh nữa mà. Rồi, sức mạnh này nè. Yeah, bung sức mạnh các bạn. Chạy đâu có con mèo kia. Rồi, nó rồi. Rồi nó ngẫm rồi bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đấu với tên này. Go tới đây. Yo. Yeah. Sức mạnh đâu? Khó điều khiển sức mạnh lắm các bạn ơi, tại vì sức mạnh đó, các bạn thấy sức mạnh của mình chưa? Rồi, sức mạnh này ăn vô nè. Đó, sức mạnh ăn nhiều là vô địch. À, lướt rồi xong đứng im à. Nhìn sức mạnh mới của anh đây. Đấy. Ồ, cái người nó phát sáng các bạn ơi, nó phát sáng màu xanh kìa. Các bạn thấy chưa? Rồi, mình sẽ có sức mạnh mới. Vô. Này thì trời ơi, hụt không à. Cay quá, nhưng mà hình như mình chạy nhanh các bạn ơi. Này thì ui nó làm gì vậy? Quay từ từ nha. Nó có sức mạnh kiểu đó là nó hơi bị ghê gớm mấy bạn. Đó, bạn thấy gì chưa? Hồi nãy mà mình đứng trong cái dòng sức mạnh của nó là mình xong rồi. Thấy chưa? Cái gì chưa các bạn, bởi mình nói rồi, mấy thanh niên sức mạnh ghê lắm, giấu hoài không đó. Vô. Này thì một đạp, các bạn thấy chưa. Này thanh niên nè, rồi, được rồi các bạn. Rồi, mình sẽ cố gắng mình bắt hai thanh niên này. Lướt nè. Ui, gì, đấm cái gì mà đấm hụt không. À, thanh niên này, muốn gì đây. À, sức mạnh đây. Yeah. Các bạn thấy sức mạnh của mình chưa. Vô. Thanh niên này đứng kế mình làm cái gì? Thấy chưa, mình nói rồi, đừng có đụng vô mình, mạnh lắm, đừng đùa. À đúng rồi ha, mình có thể biến hình luôn mà các bạn, chứ đâu phải mình sản xuất không. Đây các bạn, Chainsaw Man. Đây, các bạn thấy chưa, trở thành Chainsaw Man nè các bạn. Wow, nhìn mình ngầu đấy, ghê gớm. Oh, Chainsaw Man này. Yo. Ui giời, sức mạnh của bắp.
cùi bắp nè. Rồi tới đây, wow, wow, ghê đấy. Ui, trời, nó thả thiên nga xuống bạn. Hình như là cái con này thả nè. Vô, đánh nó không mất máu ta. Kỳ lạ nha. Hình như về sau càng lúc tụi nó càng mạnh á, cho nên là đánh nhau không có mất máu nhiều bạn ơi. Wow, ghê đấy. Lướt ghê đấy. Vô, trời ơi, thanh niên chạy đâu. Chạy đâu bây giờ? À, chạy đâu cho thoát. Trời ơi, nó nhảy kìa, nó nhảy làm gì ta? Mình không biết cái nhảy nó mục đích là gì luôn á. Né chiêu à, né có được đâu mà né. Ui, bây giờ là bắt phân thắng bại với thanh niên Son Goku rồi bạn ơi. Son Goku mạnh quá. Nó trâu chứ không phải là gì, nó đánh mình không có xin nhê, nhưng mà nó trâu quá. Đấy, ui ui, thanh niên nè, ui. Vô, một phát một thanh niên chắc ngủm luôn. Bây giờ chỉ có Son Goku là mạnh thôi bạn à. Không thanh niên nào mạnh được hết á. Đây, từ từ. À, ném cái gì vậy, sao mình chạy chậm vậy ta? Đúng rồi ha, chạy chậm thì có lướt mà. Vô. Từ từ, chạy đâu, lướt. Đấy, trời ơi, Son Goku mạnh quá ta, đánh luôn nè. Ui, nửa cây máu bạn. Mỗi lần mà mình chạm vô nó là nửa cây máu ấy. Mình sẽ ăn cái này vô để hồi máu nè. Vô, mỗi lần mình ăn cái này vô nó hồi máu bạn. Nó sẽ chớp sáng luôn một cái nha. Đấy, vậy ô xích nó cho mình cái hồi máu rồi, nó còn cho mình thêm cái khác hồi máu chi nữa. Này cái này mình hồi máu nè các bạn. Các bạn thấy không? Sức mạnh của mình nó đang hồi máu nè. Vô. Biến hành Chainsaw Man cho mình. Vô, biến hành Chainsaw Man nè. Hình như là mình đánh tụi nó là mình sẽ tăng máu bạn. Đấy, anh biến hành Chainsaw Man nè, đánh ông. Đánh ông, chạy đâu hả em? Vô. Ui, Son Goku cũng chịu không nổi Chainsaw Man rồi các bạn ơi. Nó chỉ biết bay lên trời thôi, nó làm cái trò gì đó không biết nữa. Nó trốn rồi bạn. Thanh niên này cầm cái kiếm bự vậy. Kiếm lá à, chắc là nó là Naruto rồi các bạn ơi. Nó cầm cái kiếm giống lá. Ui giời ơi, trời ơi, yếu. Ây da, gì ghê vậy? À, cái gì ghê vậy? Dám vô nhà lấy đồ của anh nè. Đây, dám vô nhà lấy sức mạnh của anh nè. Hơi liều đấy. Ồ, nó biến thành Son Goku các bạn ơi. Sức mạnh. Hình như mỗi lần biến hình nó phải múa bạn ơi. Trời ơi, Son Goku rồi. Ui giời ơi, Son Goku nhìn cù bắp thiệt chứ. Đánh không nổi mình luôn rồi bạn ơi. Ui, làm gì vậy? Này thì Son Goku còn biến máu kìa. Uầy, này thì chỉ của anh nè. Vô. Từ từ. Để mình lướt lại nó bạn. Ơ, no. Lướt. Ai đây? Son Goku đứng ở đây làm gì? Đứng đây làm gì? Ngẫm luôn rồi. Hình như bây giờ mình là vua rồi đấy. Bây giờ mình là vua rồi đó bạn ơi. Chính xác là bây giờ mình là vua rồi đấy. Các bạn thấy gì trên đầu mình chưa? Sức mạnh vô địch khắp vũ trụ là đây chứ đâu. Vô. Rồi. Nhưng mà hết cái vương miện rồi bạn. Khi mà mình trở thành cái gì là mình hết vương miện hay sao á. Từ để mình xem coi. Có vương miện chứ. Đấy. Rồi. Đánh nhau đi các em à. Cùi bắp thiệt chứ. Rồi biến hình cái nào. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu thầy đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ của sẽ bằng cao cao nếu bạn fan chính muốn hộ mình nha. Và vừa rồi là mình đã sản xuất thành công Chainsaw Man cho các bạn coi. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Wow, lên. Thanh niên nè.